Nguyễn đang ở chỗ này. Bám theo liền. Đó. Đâu, anh xuống xe đem chạy cho. Tạng người sau lưng anh phải cẩn thận hơn một chút chứ. Mình để Nguyễn qua mặt rồi. Gọi cho Nguyễn lần nữa đi. Sao vậy? Nhưng tôi phải nói gì với Nguyễn. Hẹn Nguyễn ở nơi mà cô và Nguyễn hay gặp nhau đó. Nhưng anh ấy biết tôi đang ở đây mà. Cô cứ hẹn anh ấy ở nơi mà cô với anh ấy hay gặp nhau là được rồi. Nguyễn vốn không muốn nghe điện thoại từ cô Thương. Chúng ta đã mất tín hiệu của Nguyễn. Cứ bố trí dây hãm toàn bộ khu vực ven sông, phải tìm cho bằng được Nguyễn. Dạ.